Ronaldo ấn định tương lai sau hàng loạt bê bối tại Al-Nassr. Cristiano Ronaldo được cho là đang thực sự cảm thấy khó chịu tại Saudi Pro League, nhưng anh dự kiến sẽ trải qua một mùa giải nữa ở Al-Nassr. Đầu năm 2023, sau những mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik Ten Hag tại Manchester United, Cristiano Ronaldo đã gia nhập Saudi Pro League và trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Ronaldo vẫn không có dấu hiệu chậm lại với 42 bàn thắng ghi được trong mùa giải này. Tuy nhiên, cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng đã phải chịu những tiếng hô vang Messi từ những cổ động viên đối thủ một cách thường xuyên, dẫn đến việc anh phải chịu lệnh cấm thi đấu ở một giai đoạn sau khi đưa ra phản ứng thô tục với những người gièm pha mình. Hợp đồng của Ronaldo sẽ còn thời hạn đến mùa hè năm 2025 và chuyên gia bóng đá Ả Rập Xê Út Ben Jacob cho rằng thỏa thuận đó sẽ được thực hiện bất chấp sự thất vọng rõ ràng từ phía CR7. Jacob đã nói với TalkSport, tôi nghĩ anh ấy sẽ tham gia một mùa giải khác. Ronaldo vẫn cảm thấy rằng bản thân còn cơ hội tại đó. Vì vậy, có một khía cạnh cá nhân nào đấy có thể ăn sâu vào cái tôi của Ronaldo nên anh ấy đã bắt đầu tất cả những điều này. Tương tự như vậy, anh ấy đang thất vọng. Al-Nassr đứng thứ hai, họ bị loại khỏi siêu cúp Ả Rập Xê Út. Ronaldo bị đuổi khỏi sân muộn trong trận đấu với Al-Hilal. Và mỗi khi anh ấy làm điều gì sai trái, người hâm mộ đối phương lại hô vang cái tên Leo Messi. Và tôi nghĩ việc Messi vô địch World Cup và Ronaldo đang ở Ả Rập Saudi đặt cạnh nhau khiến anh ấy thực sự khó chịu. Nói về tương lai của Ronaldo tại Al-Nassr, Jacob khẳng định tôi tin CR7 sẽ thi đấu thêm một mùa giải nữa, nhưng rõ ràng có những khía cạnh hiện tại đang khiến Ronaldo khó chịu. Đặc biệt và kỳ lạ là ở giai đoạn này của sự nghiệp, khi mọi người đang hô vang cái tên Lionel Messi với anh ấy. Ronaldo nhận thẻ đỏ trong lần ra sân gần đây nhất cho Al-Nassr, thuộc khuôn khổ trận bán kết siêu cúp Ả Rập Xê Út trước Al-Hilal, và giờ sẽ bị treo giò trước khi trở lại thi đấu tại King Cup of Champions với Al-Khalij.